Xin chào các bác tài, xin chào các nhà đầu tư. Ngày hôm nay em Hưng sẽ giới thiệu đến cho tất cả các quý vị một phiên bản mới của dòng xe tải VT340 tải trọng 3,5 tấn do Vinmoto sản xuất. Đó là ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử. Nói đến ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử, đây là một dòng xe chuyên dụng dùng để chở các thiết bị và linh kiện điện tử. Vậy thì thùng của ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử được cấu tạo như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi khám phá nhé. Quý vị thấy thế nào ạ? Còn em thì thấy đây là một chiếc thùng xe tải rất là to và đồ sộ. Chiều cao lồng thùng lên đến 2m54, chiều dài lồng thùng lên đến 6m3 và chiều rộng lồng thùng là 2m01. Thùng xe được thiết kế với hai cửa hông rất rộng và một cửa sau, thuận tiện cho công tác sắp xếp và tháo dỡ hàng. Thùng được lắp đặt hệ thống con lăn giúp cho việc sắp xếp pallet được thuận tiện và dễ dàng. Trong lòng thùng được bố trí sẵn bộ dây đai an toàn nhằm để định vị và gia cố lại pallet, đảm bảo an toàn cho thiết bị trong quá trình xe di chuyển. Như vậy là em Hưng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một phiên bản thùng kín đặc biệt của xe tải VT340. Xe tải VT340 có tải trọng 3,5 tấn, được trang bị động cơ Isuzu thương hiệu hàng đầu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng truy cập website vim-moto.com hoặc liên hệ với đại lý của Vinmoto trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!